Trời, không ngờ cũng có một ngày Phong Cận từ một game thủ chuyển qua làm đầu bếp. Yeah. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục nấu ăn anh em nhá. Nấu ăn hả? Đúng rồi, ngày hôm nay tôi sẽ cùng với Sammy, bọn tôi sẽ cùng nhau làm bánh mì. Bánh mì hả? Gì? Ha! Ai? Gì vậy? À ông, nhầm, bánh kem nha, không phải bánh mì nha. Lộn. À, bánh kem cũng ngon mà. Ha, bánh kem ha. Bánh kem, ok. Dạo gần đây có nhiều anh em bảo với tôi là trời ơi, nhìn ông Phong Cận này nấu ăn nhiều khi còn vui hơn coi chơi game nữa. Cho nên là ok thôi, nói chung là tôi sẽ làm theo kiểu vlog đủ kiểu cho anh em xem, hiểu không? Đấy, thì cái lý do mà ngày hôm nay mình với Sammy làm cái món bánh kem này là bởi vì ở trong Play Together nó cũng có một cái phần là món bánh kem nè đó. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm cái bánh kem ở trong Play Together nha. Let's go. Thì ở đây chính là những cái nguyên liệu để chúng ta có thể làm bánh ngày hôm nay. Mình đã chuẩn bị mấy cái chén, mấy cái dĩa. Bạn coi có hình con heo này dễ thương không? Gluten đó. Nói chung là ở trong phòng của tôi có nhiều bạn xem vlog của tôi, bạn bảo là trời ơi, cái phòng ông Phong này sao mà nhiều gấu bông hình con heo vậy. Tại tôi thấy bọn nó dễ thương các bạn, mấy con heo nhìn nó cute thật sự, cho nên trong phòng tôi cái gì cũng có hình con heo hết. Còn cái này chính là cái bánh để chúng ta có thể làm cái bánh kem nữa bạn đó. Cái này là cái kiểu bánh bông lan đúng không đó. Thì bọn mình không ai biết làm bánh hết, chứ là cũng không có lò nướng, cho nên mua bánh sẵn luôn nha. Ở chỗ này thì có thêm kem nè, dâu tây, hành lá. Khoan từ, cái này là gì vậy? Cái này trang trí đúng không? Cái này hình như là cái này là đồ trang trí cho bánh nha bạn, chứ phải hành lá nha, tôi giỡn đó. Đây là đồ hành lá cho bánh kem. Còn cái này hình như là kem trứng thì phải. Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu làm thôi nha anh em. Let's go. Thì đầu tiên để có thể làm được cái bánh này, trước tiên chúng ta sẽ cần đến cái bánh bông lan này. Thì bây giờ đây để Phong mở cho Sam luôn nha. Cắt ra hả? Đúng rồi, mình phải cắt ra làm đôi. Ồ, ok. Mùi bánh thơm dễ sợ luôn á, nè Sam ngửi thôi. Thơm không? Trời ơi, đang giảm cân mà làm kiểu bánh. Mình ngửi cái mình muốn cắn cái luôn á. Wow, thơm thật sự. Ê, làm đẹp nha. Đẹp nha, đẹp nha. Ui, nguyên cái bánh bự vậy. Ê vậy? Ngon. Trời ơi. Đây nè, bây giờ nhiệm vụ của Sam á là phải cắt cho nó ra thành nửa thế này nè, hiểu không? Để nhét nhân vô hả? Đúng rồi, để mình xếp nhân lên vậy là Sam phải dùng con dao của tôi. Dao gì bé vậy? Phòng tôi còn mỗi con dao nè. Thôi không sao đâu mà, đây nè, Sam làm đi. Rồi, cận cảnh người phụ nữ rất là dễ thương cắt cái bánh nha. Đây. Trời, cắt được nha. Tôi là nữ công gia chánh, hiểu không? Đó, cái gì cũng làm được. Trời, wow, ghê nha, ghê nha. Cái này cũng là lần đầu bọn tôi làm bánh, với lại là bọn tôi làm cho hai đứa tôi ăn. Cho nên là bọn mình sẽ làm theo công thức của bọn mình. Đó, có sai chỗ nào thì các bạn thông cảm nha. Đây, mình sẽ bọc cái bánh của nó lại như thế này. Rồi, ok, bây giờ chỉ cần đổ kem vào trong thôi là xong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bọc dâu tây của chúng ta. Đã, Sam thích ăn dâu không? Rồi, có, tôi mới ăn hôm qua. Rồi, đổ dâu rồi nè. Ôi, ôi. Ôi, đất. Trời ơi, có trái này bị thúi nè. Sam ăn đi. Không, vô gì. Nãy là tôi đã cắt bánh, bây giờ cắt dâu đi. Ok, đây để Phong cắt dâu cho. Chứ dâu là chỉ cần cắt đôi thế này là được đúng không? Đúng rồi. Rồi. Rồi, trời ơi. Cắt. Miếng to, miếng nhỏ bạn ơi, trời ơi. Đây, tôi chỉ cho, đây dâu rất ít rồi. Ông này ham ăn quá vậy. Ôi, chụp đứt tay, cầm ghê quá vậy. Không sao. Xấu. Trời đó, mình sẽ cắt mỏng như thế này đâu, được theo mấy bạn đi. Này, mấy bạn. Đó, mỏng như thế này thôi nha. Đó, để mình có... Cái gì vậy? Quên. Đó, mình sẽ cắt mỏng như thế này, sau đó mình để xuống mình tát Phong Cận cái. Ham ăn. Rồi, Sam, cắt đi. Mệt ghê luôn à. Đây chính là công sức của Sammy từ nãy giờ 10 phút nha các bạn nha. Hơi lâu xíu nhưng mà cảm ơn Sammy rất nhiều. Đa tạ. Mình sẽ xịt xuống dưới đây một lớp kem để cho cái gì ta, cái gì, cái dâu tây nó có thể đứng lên được. Cái này cái sạn cho thôi, cái muỗng nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bẻ cho nó. Nó gãy luôn rồi. Trời ơi, phá quá rồi. Không tính bẻ nó công công để mình ấy cho nó dễ á. Bao gì em sợ, có cái muỗng gì không? Mai này Sam sẽ nấu cơm hoặc kho cá với bơm. Ấy đi, nhầm lộn. Hoặc kho cá với thơm. Rồi bây giờ tôi với Sam sẽ xếp dâu tây vào trong đây. Đấy, mình sẽ xếp quả dâu như thế này nha các bạn. Đẹp chưa. Tôi với Sammy đã rửa tay sạch sẽ cho các bạn yên tâm nha. Trời ơi, nhìn như là gì ta đầu bếp nổi chuyên nghiệp hiểu không? Mặc dù là cũng không phải là tự tay làm lắm, bọn mình đã mua cái bánh có sẵn với lại kem có sẵn, chỉ cắt ra trang trí thôi, nhưng mà nói chung là cũng coi như là bọn mình đã làm nha các bạn. Chứ bây giờ mình kêu bọn mình mà tự làm bánh á, chắc nổ lò vi sóng luôn. Không, này được rồi, này là cũng xinh rồi, hiểu không? Đúng rồi, làm này là làm bánh rồi. Đó, vừa luôn, vừa đẹp. Rồi, vừa đẹp luôn. Ok. Và chúng ta đã có được một cái bánh có hình dáng như thế này các bạn ạ. À, chưa xong.
chúng ta cần phải bỏ vào trong đây thêm kem trứng nữa nha. Ok, rồi sau khi mà chúng ta đã chét kem đều ra xong, bỏ vào đây thêm một lớp bánh nữa, bỏ lên trên đây, hiểu không? Cái này nó giống như cái bánh hamburger á bạn, mình bỏ dâu tây vô xong mình úp lên lại. Nhìn ok chứ bạn? Chắc cũng ok ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho thêm một lớp kem trắng lên trên, sau đó rải dâu lên là đã hoàn thành nha các bạn. À, phủ xong kem rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xếp dâu vào. Rồi Sam xếp vào luôn đi. Đây mình đắp lên, mình đắp tiên tiên. Xong. Xong, còn dư miếng. Trời ơi trời. Wow. Hơi bị đẹp nha. Ở đây thì bọn mình còn dư thêm một hai quả dâu tây cái kiểu đó nè. Thì để xem coi có quả nào đẹp đẹp không. Ây, quả này hình như đẹp nhất nè Sam. Đâu. Mình ở đây đẹp nhất nè, mình sẽ để lên trên đây. Nguyên si luôn nguyên. Không, để là... mình phải để luôn cái lá nhìn nó mới đẹp không. Bánh này là bánh dâu tây nha, đúng nghĩa luôn. Rồi, còn hai cái nào Phong với Sam mỗi người miếng. Không có chua, ăn không. Ngọt lắm mà. Không, ngọt, ngọt. Tôi không dám mà ghê quá à. Nó chua vậy mày? Sao nó chua vậy vậy? Chua mà, nãy tôi ăn chua quá trời. Rồi bây giờ đến cái bước này là bước hồi hộp nhất nè. Sao biết là gì không? Cái gì? Đó chính là mình sẽ mở cái lớp bọc ni lông này ra. Ê, mở ra nó chảy đó. Không, nó không chảy. Bình tĩnh thôi, từ từ thôi nha. Hy vọng là nó sẽ không bị chảy ra. Wow, hơi bị đẹp luôn nha bạn. Sammy chấm cái bánh cho chúng ta được mấy điểm nè? 10 điểm đẹp. 10 điểm luôn hả? Ăn thì không biết. Đúng rồi. Nên 10... em mời đi, mời thêm. 10 điểm là đẹp rồi, còn ăn thì không biết nó ngon hay không, chưa biết. Bây giờ thì mình sẽ mời Kai với Sim tới đây để ăn thử cái bánh của mình nha. Ok, mình không ăn nhưng mà người khác ăn. Cho ăn cái đau bụng luôn. Vâng, và chào mừng cặp đôi Simi và Kyron đã đến với chương trình MasterChef của chúng tôi ngày hôm nay. Và hôm nay Sim Kai phải ăn hết cái bánh này. Đó, đây là thử thách của chương trình. Xin giới thiệu với Sim và Kai thì mình và Sammy là cũng nói chung là cũng là những người anh người chị của hai bạn. Vậy? Đúng sao? Không, chút sau mình cưới Sam mình cũng là chị bạn mà. Sao? Anh lộn chị là gì? Rồi vấn đề chính của đây là gì đây? Nói chung là mình giỡn rồi Kai, giỡn rồi. Thì nói chung thôi nè, mình chỉ muốn nói là mình không bị ép đâu. Okay. Ép cái gì, ai ép bà vô bà tự nguyện bà ăn, ai ép bà đâu rồi. Ok rồi. Bạn thì nói chung á là tôi với Sammy đã dành hết tất cả những cái tình cảm yêu thương của chúng tôi vào trong cái bánh này với mục đích là để tặng cho tất cả chúng ta thưởng thức ngày hôm nay. Đây không có thuốc sổ cho nó đừng lo. Xin chào mọi người, đây chính là chiếc bánh kem của mình. Một chiếc bánh kem phải nói là rất là đặc biệt, xung quanh của nó phủ rất là nhiều lớp kem. Nhìn phía trước thì rất là đẹp nhưng mà phía sau thì trước khi ăn cho hỏi xíu được không? Sao cái bánh mặt trước nó khác mà mặt sau nó khác vậy? Rồi, mặt trái bây giờ mình nấu ăn mình cái kiếm... mặt trước là chám xi măng kỹ, cái mặt sau là chưa chám xi măng như nó sạch. Đúng không? Nhưng mà trước hết cho hỏi bây giờ nấu ăn mình lấy cái gì nó tươi tươi xong mình lấy cái gì? Sao nhìn nó yêu vậy? Nó hoa lá hẹ rồi. Cái này không phải là cỏ đâu, cái này là một cái loại rau gì đó mà để lên cho nó thơm. Bạn mới đi nhặt ngoài công viên đúng không? Đúng rồi. Cắm vô đúng không? Nó giống quá. Cái là bạn á, người ta khuyến khích gắm vô đi, gắm vô chỗ đẹp thôi. Rồi sao đây, ăn chưa? Nói chung là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn nha các bạn. Thì ở đây mình có chuẩn bị cái dĩa cho Sim với lại Sam. Dĩa bên này là chuẩn bị cho mình với Kai. Wow. Wow, dĩa bên này là hình có hình con đỏ luôn nha. Qua là tâm lý luôn chứ. Đây là muỗng của Sim với Sam. Ok. Rồi. Mình với Kai ăn đũa. Ăn bánh kem bằng đũa hả? Không, tại nhà hết muỗng rồi. Wow, tuyệt vời. Nhưng mà nếu mà không ăn chung, ăn chung. Có nĩa. Chia ra. Đây, một đĩa, một muỗng đó. Rồi, trước khi mà mình ăn thì mình hát chúc mừng sinh nhật nha. Khoan từ. Hôm nay á là không phải là sinh nhật của bốn đứa mình thì để xem coi ngày mà mình đăng video này là sinh nhật của bạn fan nào thì chúc mừng sinh nhật bạn luôn nha. Hát luôn nè. Happy birthday to you. Cái gì vậy? Ông lỡ sung quá lại đóng cái mặt thôi, xin lỗi mà không sao đâu. Để tin được cái đúng xi măng nha. Rồi đang giờ bánh kem. Không tại mình phấn khích quá. Hạnh phúc quá. Rồi, chúng ta cùng nhau cắt bánh kem nào. Cô dâu chú rể cắt bánh kem nào. Rồi. Xin cái cây cô dâu chú rể cắt bánh kem đi. Đây cô dâu. Mình đám cưới chung hả? Sao giống một mình đang tổ chức đám cưới cho hai người. Rồi rồi, cầm tay thì xin cầm tay kìa. Rồi. Rồi cắt lên đó nha. Đó. Rồi đúng rồi, bây giờ tới lượt là Phong với Sam nè. Phong Sam vô cắt. Vô cắt hả? Cắt luôn. Rồi cắt à. Rồi.
rồi tới lượt phong với cay nè. Rồi ông cắt mình đây. Ủa. Rồi xong. Rồi ăn nè. Rồi mình cắt thì cắt vậy thôi nhưng mà không có múc ra được đâu cho nên tự múc tự ăn đi nè cầm. Xiên luôn, đúng rồi. Ờ, cắt vậy thôi chứ thật ra là cũng múc ăn. Rồi ăn thử đi. Trời, cái bánh nó nét bét rồi, mọi người từ từ. Ủa, sao nó thành cái gì luôn rồi? Một giây trước nó còn đẹp mà. Đây, một giây trước đây. Nó còn đẹp mà sao giờ nó nét bét rồi. Cho cái gì mà nhiều kem đấy, anh cái này là béo lắm đấy bà. Tại vì á là ăn bánh kem là phải có nhiều kem. Nếu không có bánh kem thì người ta gọi là kem bánh rồi. Đen chừa cái bụng này, tí ăn đi hay lao. Ăn cái này chết rồi. Ăn miếng thôi. Ăn thử em, ăn thử nha. Ăn miếng thôi nha. Miếng tầm nửa cái là được rồi. Rồi miếng à. Đây à, mình ăn thử cái bánh coi nó như thế nào nha. Ngon nha. Trời, không với Sam làm không ngon sao được. Ôi trời, bánh vừa nó không quá là cũng ngon. Đang giảm cân, tôi là tôi đang giảm cân đó các bạn. Dạo này có nhiều bạn kêu tôi mập quá, tôi đang giảm cân. Bây giờ tôi làm một cái miếng dầu phần ăn, muốn dầu đi. Làm tí dầu nha. Ngon mà. Tôi nói là ngon nha. Công nhận ngon thật nha. Tính ra làm bánh này mình làm sinh nhật cũng được luôn. Tôi mới ăn có một miếng thôi, tôi bất ngờ bởi vì tay nghề của tôi quá giỏi. Cái này là bạn tự làm hay là bạn mua trên mạng về sớm bạn làm? mình thắc mắc là bạn cái tự làm của bạn, khái niệm tự làm của bạn là mình gì? Tự làm là mình tự kêu người ta làm cho mình để mình lấy về mình làm. Hay nói chung là người ta chỉ có gửi bánh về cho mình thôi, còn phần trang trí là của mình chứ sao. Là trang trí đó, cho nên là nếu mà nói về ngon á là bởi vì người ta làm cho nên nó mới ngon, còn trang trí thì các bạn thấy á, mình với Sam trang trí thì mấy điểm cũng nói chung là thôi, cũng có công sức trang trí cũng rất là mất công nên thôi cho 8 điểm đi. 8 điểm hả? Cho này là 10 điểm. Cái cây ăn cái dâu đi cây. Thôi ăn rồi ăn rồi. Ăn trái dâu nha. Ăn bánh kem bằng đũa nha các bạn. Bánh kem bằng đũa. Đây đó, bánh kem bằng đũa nha. Wow, và nói chung là ngày hôm nay tôi và Sammy đã hoàn thành xong được chiếc bánh kem ở trong Play Together. Ồ, Play Together hả? Không nha, tôi thấy cái này giống bánh kem trong Minecraft hơn mọi người ạ. Cái bánh kem nó có mấy cái viên đỏ, nó giống trong Minecraft hơn. Thôi rồi, vậy tôi sẽ đặt tên cho video này là bánh kem trong Minecraft hay Play Together. Đó, vậy đi, cho nó hay. Ok rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Đừng chơi bánh kem nữa, trời ơi, trời, 2024 rồi. Không có dính đâu, giỡn mà có dính đâu. Ok. Và nếu như bạn nào muốn một mình sẽ nấu đấy. Và nếu như bạn nào mà muốn một mình sẽ nấu thêm món gì nữa thì các bạn đừng quên để comment xuống bên dưới cho bọn mình biết nha. Và mình nghĩ rằng tập sau mình với Sammy sẽ thử làm kẹo bông gòn nha các bạn. Kẹo bông gòn đó, cầm gòn cầu vồng luôn, 7 màu luôn nha. Ok. Còn bây giờ thì kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha. Bye bye. Hello team, hello team.